Người phụ nữ này đã ngoài 70 tuổi. Thế nhưng, khi biết được nơi nào có mẹ Việt Nam anh hùng, thì bà đều tìm đến để tặng mẹ bức chân dung. 10 năm qua, rong ruổi khắp đất nước, dù vào Nam, dù ra Bắc, dù lên miền ngược, dù xuống miền xuôi, người phụ nữ ấy chẳng lấy làm nề hà. Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt, cán bộ hưu trí Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đang thực hiện tâm nguyện tri ân những hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng cho đất nước theo một cách rất riêng của mình. Hôm nay, họa sĩ tìm đến mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khánh, ngụ tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Năm nay đã hơn 95 tuổi, nhưng mẹ Khánh vẫn minh mẫn. Mẹ có chồng và con hy sinh trong đợt tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Sài Gòn. Bản thân mẹ tham gia du kích, nuôi dấu cán bộ cách mạng, được họa sĩ vẽ chân dung. Mẹ vui lắm. Trẻ em tốt mà vui chứ sao? Đẹp lắm mà tôi mừng lắm. Nào chưa có vụ này á. Mỗi bà mẹ là một câu chuyện bi hùng về lòng quả cảm, về sự hy sinh và cả về những dây dứt của tình mẫu tử. Như câu chuyện của mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tri. Quê mẹ ở tận Quảng Nam xa xôi. Mẹ là thương binh và một chiến sĩ cộng sản trung kiên, có chồng và con, hy sinh năm 1968 và 1969. Bản thân mẹ bị địch bắt tù đầy. Trên cơ thể mẹ hiện vẫn in hằn vết đạn, vết roi, tra tấn của địch. Thời gian đã để lại trên gương mặt các mẹ những nếp nhăn, hằn sâu ký ức đau thương. Chị cũng là tận tình để đến là trước hết thăm viếng gia đình, thăm viếng mẹ, rồi là vẽ chân dung cho mẹ. Đó là cái điều gia đình rất quý. Trên quãng đường độc hành của mình, họa sĩ Đặng Ái Việt luôn nhận sự động viên lớn từ gia đình, bè bạn. Đối với bà, đó như một liều thuốc tinh thần đã giúp bà hoàn thành hơn 2.500 ký họa chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng. Nữ họa sĩ chỉ sợ mình chậm chân. Theo bà, đó là một cuộc chiến, một cuộc rượt đuổi thời gian vô cùng nghiệt ngã nếu chậm chân. Tôi gọi rằng một cái trận chiến đấu khi thắng khi thua. Tôi thắng là vì tôi đến kịp được để vẽ các mẹ. Nhưng tôi thua là vì tôi không đến kịp. Và các mẹ đã ra đi. Đó cái nỗi niềm đó đối với tôi. Tất cả những điều, những ấn tượng đó, những nỗi niềm đó nó kết nối với nhau và nó lại đưa bước chân tôi đi tiếp tục. Thời gian thấm thoát trôi qua, bánh xe của họa sĩ Đặng Ái Việt đã đi qua hàng nghìn cây số. Từ mũi Cà Mau đến cột cờ Lũng Cú, từ miền biển nghèo khó đến rẹo cao treo leo của 63 tỉnh thành. Hình như đường vào nhà các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang đều in dấu bước chân người phụ nữ nhỏ bé ấy. Bà luôn tâm niệm rằng còn sức là còn đi và còn vẽ. Khi nào còn mẹ Việt Nam anh hùng chưa được vẽ chân dung là bà còn tiếp tục cuộc hành trình ký họa ảnh chân dung tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng trên đất nước.